Thưa quý vị, sau hơn một tháng, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Công ty Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Đỗ Anh Dũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ cho mình về việc hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn. Bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền đã thu của các bị hại. Bản thân bị cáo cũng đã khai báo thành khẩn, ăn năn, hối hận và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ngoài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Dũng, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng nhận được đơn kháng cáo của một số bị hại, yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo và được tính lãi suất trên số tiền bị chiếm đoạt. Trước đó, trong các ngày từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án này và tuyên phạt 15 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Đỗ Anh Dũng bị phạt 8 năm tù, Đỗ Hoàng Việt, con trai bị cáo Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh 3 năm tù. Có 7 bị cáo được hưởng án treo, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù và 30 tháng tù.